Con Yamaha S80 đây. Con này 8.000 cả hai con này hai câu hết. Ok luôn. Kéo rất khỏe luôn nhá. Con này xì kia bắt đầu rồi. Xin chào các bạn nhá, chào anh em nhá. Hôm nay mình đưa anh em đi xem, anh em mình đi chở lúa nhá. Hôm nay anh em mình đi một con xe CK 9000 hai cầu nhá. Xe đang chuẩn bị đến đây nhá các bạn nhá. Xin mời xe tới đây nhá các bạn nhá. Đây. Xe đang lên cái chỗ này. Cái chỗ này có một cái hố rất là sâu đây. Xe đang mắc lầy chỗ này này. Đi quay gần cho anh em xem nhá. Đấy nhá. Nha. Đây, xe cùng luôn nha các bạn nha. Khủng khiếp. Cột đẩy to luôn. Đây các bạn nha. Đây nha. Đây là con suối nha. Đây là con suối mình thường xuyên qua đi theo cho anh em xem nha. Đây, trời rất là đầy luôn. Đầu tạp này, lúa này. Cắt thứ vân vân luôn nhá. Đây nha các bạn nha. Đường này, cái chỗ này rất là xấu luôn. Mình thường xuyên quay video cái đoạn đường này cho anh em xem nhiều lắm rồi. Đường này sửa được mấy ngày là nó lại bị. Sửa xong mấy ngày nó lại bị nhá. Nhiều xe thì quá đi. Giờ con suối nhá. Đường qua bên này này. Xe kia ra kéo nha các bạn nhá. Đấy nhá. Con trên này cũng là Isuzu nhá. Con này xin kia trên này là đang kéo với cái gì đấy, đang chở cái gì nhá. Nó chuẩn bị ra kéo con này xin kia 9000 này nhá. Xin mời các bác cùng nhau theo dõi và xem video này nhá, xem xe này có đem được cái chỗ này không. Lấy bảo con này ra kéo nhưng mà không phải nhá. Với lại dưới kia xem là không rõ mấy. Xe này chuẩn bị nhá, chở giống mì nhá. Con xe Yamaha S80 này ra kéo nha các bạn ạ. Xe này cực kỳ luôn. Con Yamaha S80 này. Con này 8.000 luôn nha các bạn ạ. Con 15 mình toàn vào xe cùng quá nha. Xin mời tất cả anh em xem qua video này thì nhớ chia sẻ và like và đăng ký kênh để nhận video mới nha. Rồi. Yamaha S80. Yamaha rất khủng luôn. Đấy nha. Đang lùi xuống dốc nha. Đấy là các bạn cùng người xem nha. Đấy à. Xin mời các bạn xem nha. Kéo rất căng thẳng luôn nha. Cả hai con là hai câu hết. Các bạn xem nhá. Bắt đầu. Ok luôn.
kéo rất khỏe luôn nhá. Con này xì kia bắt đầu rồi. Xem không? Con kia kéo xong rồi, con kia về trước. Hai con kia chuẩn bị xuống nha. Con AC kia kéo giống mì chuẩn bị xuống nha. Với con Kubota xuống trước. Đấy nha. Quá chén nha, hai cầu luôn nha. Con này không cày nha. Con này đi cày nha. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chảo. Bánh lái sau nữa là 7 chảo. Đang bán suối nha. Mời các bạn xem con ACP nha. Con ACP 6.000 chả giống mì nhá. Rồi. Người với xe máy qua cầu trên này. Video này xin tạm thời kết thúc đấy nha các bạn nha. Xin mời các bạn anh em người nào mà xem qua video này nhớ chia sẻ và đăng ký và nhận video mới cho mình nhé.